Dạ, đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương xin mến chào quý cô bác, anh chị và các bạn. Dạ, trong thời gian vừa qua, anh em hiệp sĩ Bình Dương tiếp nhận rất nhiều thông tin, rất nhiều các anh, các chị, các cô chú ở tất cả tỉnh rất xa về để báo tin nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương để đăng tin, để tìm vợ, tìm chồng, tìm con. Đặc biệt hôm nay tiếp tục một câu chuyện tiếp theo, một em trai tiếp tục về đây để báo tin nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương để đăng tin tìm một cô dâu rất trẻ hiện nay đã mất tích. Dạ, câu chuyện nào kính mời cô chú, chị bạn tiếp tục theo dõi hết video này. Rồi, xin chào em trai nhé. Dạ chào. Ừ. Em có thể em giới thiệu em họ tên là gì? Thì em tên là Lê Văn Tăng. Lê Văn Tăng, Dạ. à, xe Tăng đúng không? Tăng hay Tân? Tăng hôn, tăng hôn. À Tân, à Tăng Lê hôn. Văn Tân, lễ thành hôn, lễ Tân, Tân hôn đúng không? Dạ. Rồi, em nguyên quán ở đâu? Dạ em ở Hòn Đất, Kiên Giang. Kiên Giang. Rồi, em năm nhiêu tuổi rồi? Dạ em 29 tuổi. Rồi, hôm nay em về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương để đăng tin tìm ai? Dạ tìm nhỏ em với em. Em của em. Em có thể em nói rõ hơn là em của em họ tên là gì? Dạ em với em là Nguyễn Thị Thanh Thảo. Nguyễn Thị Thanh Thảo. Dạ, sinh Rồi, năm 2006. 206. Ờ, năm nay 17 tuổi đúng không? Dạ. Rồi em có thể nói rõ hơn ấy, là em của em ấy, là tại sao mất tích hoặc bỏ nhà đi? Dạ là mới có chồng là được 4 ngày, là tới ngày thứ năm là bỏ đi. Nhưng mà giờ là có cái tình huống em cũng thấy là đi với một người, là cảm thấy đi với một người, chung với một người. Tại vì cũng có liên lạc được một hai tin nhắn với một hai tiếng nói, là nghe tiếng đàn ông. Em có thể em nói rõ hơn là em của em là tên Thảo đúng không? Dạ. Ừ. Sinh 2006. Dạ. Đám cưới kết hôn được mấy ngày? Là kết hôn được 4 ngày, ngày thứ năm là đi. À, kết hôn với chồng, chồng nhiêu tuổi? Dạ chồng 29. Chồng cùng quê không? Dạ khác quê. Khác quê. Hai người này, em theo em được biết đúng không? Là hai đứa có yêu nhau Dạ hai đứa là nhờ qua mai mối, nhưng mà cũng có tìm hiểu một hai tháng rồi, xong tới ngày cưới là cũng hỏi bé Thảo là có đồng ý này kia không, bé Thảo vẫn đồng ý. không? Là có yêu. Dạ. Có bị ép buộc gì không em? Dạ không. Không, hoàn toàn là không ép buộc, Dạ. tự nguyện đúng không? Dạ. Bởi vì hiện nay trong thời gian vừa qua rất nhiều các cô dâu trẻ bỏ trốn, rất nhiều vừa cưới xong bỏ trốn. Vì vậy anh phải hỏi rõ hơn. Ừ. Ba mẹ của em, của bé đâu? Dạ ba mẹ của bé đi được mấy bữa ngày đó, rồi kiếm lo kiếm rồi ăn uống nọ, rồi như sanh ra bệnh rồi đang ở bệnh viện đó. Rồi em thì anh cô cậu rồi ở nhà thì không có người thân nào nữa, rồi cũng như muốn ủy quyền nhờ em đi lên đây rồi tìm mấy anh giúp đỡ kiếm bé giùm. Vậy là em từ Kiên Giang hôm nay về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương để đăng tin Dạ. tìm một cô dâu trẻ đúng Dạ. không? Là em của em. Em của em. À, thông tin em chia sẻ này có đúng sự thật Dạ đúng, không? À, em nếu cam sai. đoan. Em cam đoan là đúng sự thật. Nếu sai em chịu trách nhiệm với pháp luật. Ừ. Rồi, em cho anh hỏi là hiện nay theo thông tin gia đình mình được biết ấy, là em của em mất tích là bỏ đi là vào ngày thứ ba thứ tư trước khi gọi là kết hôn đúng Dạ. không? Thì hôm đó là có đem theo cái gì đi không? Dạ có đem theo vàng, là một cây gửi vàng của đàn trai bên chồng cho. Trời ơi. Dạ với một đôi bông của cha mẹ ruột cho, Ừ. với hai chiếc nhẫn. Ừ. Dạ với một cái điện thoại của chồng mới mua luôn. Điện thoại gì? Em chỉ ấy thôi, cũng chưa biết được Em là chưa biết là điện thoại gì. dạ. Có đem xe không? Dạ không. Không đem xe. Đi buổi đó là đang ở nhà chồng hay Dạ bên nhà vợ? dạ đang ở nhà chồng. À, đang sống và tại nhà chồng. Dạ. Lúc bây giờ buổi đi buổi sáng hay buổi chiều hay buổi đêm? Dạ buổi buổi sáng anh, Buổi sáng. 8 giờ sáng là mượn xe chồng đi ra ngoài chợ mua xà bông, giặt đồ. Rồi mua xong cái tới 10 giờ đó không thấy gì, rồi mới táo quả lên kiếm. Thì bé mới gửi lại một tin nhắn cho chỗ gửi xe, là điện cái số điện này giùm em, kêu chủ nhà cái lấy xe. Là lúc đó ở cái chỗ gửi đó người ta điện vào, là mình mới phát hiện ra là bé này đi. Dạ. Rồi, hiện nay gia đình chồng có đi tìm không em? Dạ gia đồng đình chồng thì cũng hay tin, nhưng mà đều không biết nơi ở đâu tìm, không có thông tin để tìm. Hiện nay theo gia đình mình nghi ngờ là em của em ấy là bị bắt hay bị dụ hay bị lừa hay đi theo người đàn ông khác. Dạ thứ nhất là đang nghi là ai cũng ở gia đình là cũng hiểu con gái là đang bị dụ đi theo một người đàn ông, Người đàn ông khoảng nhiêu tuổi em? tầm khoảng chừng cũng 24 25 tuổi. Người ta ở đâu có biết không? Dạ chỉ biết là lúc trước hai đứa có quen nhau thôi. Ồ, vậy là Dạ có thể là thậm chí là có yêu nhau trước rồi đúng dạ mà không? nhưng mà một thời gian lâu rồi, rồi gia đình cũng không chấp nhận bên kia, rồi cũng có cấm cản. Cái người ta, cái thanh niên đó là quê ở đâu em biết không? Dạ cũng quê ở cũng cùng ở đó luôn anh. Kiên Giang. Dạ cũng Kiên Giang luôn. Đã về nhà em bao giờ chưa? Chị về nhà bé Thảo này hết một lần rồi. À, về nhưng gia đình không chấp nhận. Dạ. Tại sao vậy? Tại vì thấy bên đây cũng như người lớn người ta thấy không có được đàng hoàng á.
gọi không cho hai đứa quen biết. Đôi khi á, người lớn thấy đàng hoàng không đàng hoàng nhưng lại tuổi trẻ bây giờ đã thích nhau. Nó cũng khó. Anh đang nghi là có thể là đám cưới này diễn ra quá nhanh. Vì vậy nên là em gái của em có thể là chưa yêu cái thanh niên này lắm, đến khi đó hối hận hoặc suy nghĩ lại và quyết định bỏ trốn. Giờ em chỉ nhờ mấy anh là tìm gặp bé làm hỏi ý kiến của bé, bé có chấp nhận hôn nhân này nữa không, hoặc là này kia, là mình có cái hướng đi cho nó đúng không. Nhưng bây giờ thực sự đám cưới đã có diễn ra rồi, đăng ký kết hôn chưa? Dạ chưa. Chưa đăng ký kết hôn nhưng mà đám cưới rồi. Dạ đám cưới. Vàng vòng người ta bây giờ ôm rồi. Dạ. Đúng không? Sống chung với gia đình chồng là 3 đến 4 ngày rồi đúng không? Dạ. 3 hay 4? Dạ 4 ngày. 4 ngày, đã sống với gia đình chồng là 4 ngày. Dạ. Đúng không? Đã chấp nhận làm vợ người ta rồi. Dạ. Đúng không ạ? Mà hiện nay bỏ trốn. Dạ. Cái hình này với cái hình em gái của em bên ngoài có giống nhau không? Dạ tương đối giống nhau. Tương đối giống nhau. Em của em trước thời điểm lấy chồng đăng ký kết hôn, trước khi thời điểm mà kết hôn mà lấy chồng á, là đang làm công việc gì? Dạ cũng đi làm thuê đồ vòng vòng ở quê anh. Theo tính tình gia đình mình nhìn nhận thì tính em gái của em là sao? Nó cũng còn hơi khờ khạo chút xíu thôi, nhưng mà nó cũng biết suy nghĩ rồi. Tức là theo như em gia đình mình suy nghĩ dạ. thì cũng không phải là cái dạng dại đúng không? Dạ. Nhưng khôn thì cũng chưa phải, nhưng có thể là tuổi đời nhỏ cho nên nhiều khi là suy nghĩ chưa thấu đáo dạ. đúng không? Rồi. Hiện nay thì em mong muốn nhất điều gì hôm nay? Em mong muốn là nhờ mấy anh đội hiệp sĩ tìm giúp em của em làm gì. Thứ nhất là tấm mạng của em tại vì mất tích mấy ngày nay không rõ tin tức. Thứ nhì về là hỏi ý kiến của em là bây giờ cái cuộc hôn nhân này gì em có chấp nhận, hoặc là mấy ngày gì đó em có suy nghĩ sao, rồi tùy cho bé chọn mà làm hai bên thông gia có chuyện để giải quyết với nhau cho nó ổn thỏa, đừng có ồn phiền tới chính quyền này kia mất uy tín cho hai bên. Hôm đám cưới làm lớn không em? Dạ cũng lớn à. Mấy chục bàn không? Bên đàn gái thì tầm khoảng chừng hơn 10 bàn, còn bên đàn trai chắc cũng hai mấy bàn. Vậy là đám cưới tổ chức diễn ra rất hoành tráng đúng không? Dạ. Còn là hình cô dâu đám cưới thì có hết rồi đúng không? Dạ, có hết. Gọi là tổ chức rồi, dạ, ăn tiệc rồi, về nhà chồng rồi. Đến giờ phút này cô dâu bỏ trốn. Dạ. Nhưng anh em mình xin Dương bây giờ mà tìm ra cái câu chuyện này, nguyên nhân xuất phát từ không yêu đương nhau. Dạ. Vì một lý do nguyên nhân nào đó, khách quan hoặc chủ quan, đến giờ phút này đám cưới không may đã lỡ diễn ra rồi, nhưng em bé của em bây giờ nói là không yêu hoặc không lỡ lầm gọi là bây giờ không cưới nữa, yeah. hoãn lại, hoặc là bây giờ không sống với người chồng nữa mà bây giờ muốn yêu một người đàn ông khác, thì theo em thì sao? Thì bây giờ trước tiên là gặp em gái của em trước, là cho biết thấy mặt cái là cho gia đình yên tâm cái, với thứ nhì em cho em gái em là ý kiến em có thích cuộc hôn nhân là diễn tiếp hoặc là dừng lại những kia cho em gái em tự chọn. Rồi với chủ yếu là giờ em về làm gia đình làm kia mới có cái hướng giải quyết được, chứ giờ em không gặp mặt em đâu có giải quyết được. Còn em gái của em theo thông tin gia đình chia sẻ là em gái của em trước khi đi đúng không, là xin gia đình chồng đi mua xà bông. Dạ. Và trước khi đi ấy, là trên người đeo đúng không? Dạ. Hơn một cây vàng. Dạ hơn một cây vàng. Kèm theo nhẫn bông tai chưa tính. Dạ. Đúng không? Tiền mặt liệu có không? Tiền mặt thì cũng có nhưng mà ít. Gọi là tiền mặt cũng có nhưng mà không nhiều đúng không? Còn ngoài ra thì trong người có bao nhiêu nữa thì gia đình không biết, nhưng mà nhìn đấy trước mắt là có hơn một cây vàng đúng không? Em đang nghi ngờ là bị một thanh niên khác hoặc người đàn ông khác dụ dỗ vì tiền hay vì tình? Theo em? Theo em là em nghĩ là chắc vì tiền. Vì tiền. Dạ. Anh đã nghĩ cả hai luôn thì... nhé, cả tiền cả tình. Bởi vì em gái của em thực sự là nhìn thì cũng rất được, tuổi đời trẻ đúng không? Nhìn còn non ớt, vì vậy cho nên rất nhiều các thanh niên hoặc những anh trai dụ dỗ, quen biết trên mạng hoặc là có thể là đã có tình cảm từ trước rồi và quyết định dụ đi luôn, và có thể là ăn cả tình cả tiền, là điều đó có thể là thật nhé. Bởi vì tuổi đời của em còn nhỏ, suy nghĩ chưa thấu đáo mới xảy ra cái diễn ra cái đám cưới rồi. Nếu người suy nghĩ thấu đáo là đám cưới được cưới rồi là người ta không có cưới trong người ta bỏ đâu, đúng không? Hoặc có bỏ phải một lý do nào đó. Đến giờ phút này em đã tìm hiểu là em của em với gia đình chồng là cưới kết hôn xong được mấy hôm là có gây lộn không? Dạ không ạ. Hoàn toàn không. Dạ chồng chồng rất thương vợ luôn. Ừ. Rồi vẫn công việc nhà vẫn làm tiếp vợ, rồi sáng làm xong rồi còn đi làm việc cho người ta. Nhưng mà sáng vẫn làm tiếp vợ công việc nhà. Nhưng mà không biết là vợ đang có ý định bỏ đi. Dạ. Vậy là đám cưới hiện nay thì anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi nhận là cũng trên dưới 10 trường hợp. Các cô dâu tuổi đời rất trẻ. Đa số là cưới xong một vài ngày bỏ trốn. Có người là cưới xong sáng sau cô dâu trốn luôn. Ôm toàn bộ tiền bạc đi hết. Nhưng đến giờ phút này anh em nghỉ trên Bình Dương là giải quyết giúp. Và nên là gần như là tuyệt đối rồi.
Ở đến giờ phút nào gần như tuyệt đối. Số tiền vàng lấy lại không phải là hết 100%, nhưng mà lấy được 70-80% rồi. Vì nhiều cô dâu là xin tha đó, quyết định trả lại toàn bộ tài sản đó. Nhưng mà đây cũng là một cái bài học không riêng dành cho cái gia đình mình, mà còn dành cho nhiều cô dâu trẻ khác. Đây là thực sự là mình chưa chắc đã yêu nhau thực sự. Theo anh nghĩ là như vậy, đã yêu nhau thì không bao giờ người ta bỏ trốn như thế này, đúng không ạ? Đây có thể là vì lý do là áp lực, có thể là do gia đình, có thể là do bạn bè, hoặc là nhiều vấn đề khác tác động. Em gái quyết định kết hôn, đến khi cưới xong rồi là bỏ trốn, gọi là cưới cho nó xong, giải quyết cho xong chuyện là bỏ trốn. Đó là câu chuyện đó là diễn ra rất nhiều. Em có nghĩ như vậy Dạ, cũng cũng có nghĩ được gì. không? Theo em ấy thì bây giờ là em gái của em đang đi về hướng nào, về tỉnh nào? Dạ, theo em nghĩ là nó chỉ biết lúc trước nó cũng có đi làm cho Bình Dương một chỗ đó thôi, nó em nghĩ là nó ở đó thôi. Là tại vì nó cũng hồi đó giờ nó cũng không đi đâu được nhiều tới luôn, nó chỉ có đi làm trên Bình Dương hết một lần. Trước đây, trước thời điểm kết hôn, đám cưới diễn ra là em gái em đang làm công việc gì và ở đâu? Dạ, đang làm công việc gần nhà, là đi làm cho một cái xưởng tôm gần nhà. Xưởng tôm, Dạ, lột tôm đâu anh. lột vỏ tôm đúng không? Dạ Xuất nhập khẩu đúng không? thì lột trong đó, nhưng mà em không có hiểu là xuất hoặc là ở đâu. Lương thu nhập tốt không? Dạ cũng trung bình năm ngày trong ngoài 200 ngàn. Những số tiền đó là em của em về có đưa cho gia đình không, hay là em của Dạ em xài hết? có gia đình thì về Về đưa hết đúng không? dạ đưa cho gia đình. Theo em là tính tình em gái của em ấy, là có ương bướng không, có ngang ngại không, có khó 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 nghe, khó dạy không, Dạ cũng đua không đến đòi? nỗi, dạ cũng không đến nỗi, tại vì nó cũng hiền, rồi nói nó cũng biết nghe lời, rồi cũng không đến nỗi bướng bỉnh. Cái hôm đám cưới diễn ra là tổ chức mấy ngày? Là tổ chức 2 ngày anh. 2 ngày, từ chiều hôm trước đến chiều hôm sau đúng Dạ dạ không? Kiểu vậy đúng không? dạ Có là hôm đó thì em nhìn hoặc gia đình em có phát hiện được cái điều gì bất thường từ cô dâu trẻ nào? dạ không thấy cũng hai đứa vẫn vui vẻ này kia, rồi nó vẫn thấy nó cũng lo cho chồng nó vậy đó. Nước nôi về ăn uống gì đó vẫn thấy bình thường. Là thấy không có dấu hiệu gì đúng không, bất thường. Nhưng đến giờ phút này là hoàn toàn đã bất thường thật, vì đã ôm tiền vàng bỏ trốn đúng không? Đây anh em Hiệp sĩ Bình Dương ghi nhận, ngày hôm qua anh em Hiệp sĩ Bình Dương ghi nhận một cô dâu trẻ người Đồng Nai cũng ôm tiền vàng bạc bỏ trốn, đám cưới mới tổ chức xong là cưới một người nước ngoài, là người mang quốc tịch Trung Quốc. Đến giờ phút này anh em Hiệp sĩ Bình Dương đang tìm thông tin xem chính thức là cô dâu đó bị ép buộc hay không đó. Nhưng mà rất nhiều thông tin trái chiều hiện nay thì anh em Hiệp sĩ Bình Dương đang ghi nhận và tiếp nhận. Anh hy vọng là đăng video lên thì các cô chú anh chị nếu ai phát hiện được thông tin một em gái lêu hình như trên thì liên hệ cho anh em đội Hiệp sĩ Quân Thủy Dương theo số điện thoại 0913 785858 để anh em tìm cách khuyên hoặc giúp em gái này quay trở về cùng gia đình. Hiện nay thì chắc chắn là gia đình phải nói là vô cùng đau buồn đúng không ạ? Vì một đám cưới diễn ra rất hoành tráng nhưng đến giờ phút này là cô dâu rất trẻ đúng không? 17 tuổi mà đã ôm toàn bộ vàng bạc trên người, tài sản đã bỏ chạy mà chưa biết là đi theo người đàn ông khác, là có thể là bồ bịch nhân tình cũ hay là vì lý do là ép buộc mà đã phải bỏ chạy, hoặc sống với gia đình chồng có thể trong 4 ngày qua là có thể sợ hãi một điều gì đó mà đã phải bỏ trốn. Đó, câu chuyện là thực sự rất đáng tiếc. Em có điều nào em muốn chia sẻ trên video này? Hy vọng là em gái em xem được, em gái em suy nghĩ lại để em gái em quay trở về. Mời em. Thảo ơi, em cứ về đi, đừng có nghĩ lo sợ gia đình trách phiền em như, tha thứ cho em tất toàn bộ, rồi dẫn cho em ý kiến thống nhất của em trước tiên luôn. Em cứ về nhà đi, rồi mọi chuyện là cứ giải quyết được, gia đình không có trách phiền hoặc là giận hờn với em đâu, chỉ là giờ đang cần em về nhà, chủ yếu là cần em về thôi, không biết em sao sống chết hoặc là ý của em sao. Dạ rồi. Nếu em của em bây giờ về chia sẻ thẳng thắn là lỡ lỡ cưới rồi nhưng bây giờ thực sự là không yêu thì gia đình mình có chấp nhận không? Dạ thì vẫn chấp nhận rồi, rồi theo biết ý kiến của em Thảo xong rồi gia đình mới có hướng giải quyết được anh. Hôm đám cưới là chi phí có tốn kém nhiều không em? Dạ cũng nhiều anh. Nhiều quá. Là hai bên gia đình nhà tự chịu hay sao? Dạ Hay là bên đàn trai chịu? là bên đàn trai thì cứ cho theo cái lễ nghi là vàng dòng người Kiểu phong tiền tục đồng ha. nhà vào phong tục đó. Còn bên đây đãi đằng đồ này kia thì bên nào tự nấy lo. Nói chung là chắc chắn là thiệt hại không nhỏ khi một đám cưới diễn ra đúng không? Mà nếu là thực sự mà không yêu mà bây giờ cưới xong rồi là mang tiếng ảnh hưởng rất nhiều
về tâm lý, đúng không? Về hai bên gia đình hiện nay cũng rất buồn, đặc biệt là em trai kia cũng mang tiếng là lấy vợ rồi, đúng không ạ? Dù rằng cưới chưa được lâu, một ngày cũng là đã cưới vợ rồi đó, sau này cũng người ta cũng ảnh hưởng, phải không? Cuối video này anh thực sự là anh thành thật chia buồn với gia đình em nhé. Anh chúc và gia đình em luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Hy vọng là ba mẹ của em gái này hãy bình tĩnh để chờ anh em hiệp sĩ Bình Dương trong những ngày tới tìm giúp xem thông tin chính thức em gái đang ở đâu, giúp em gái quay trở về cùng gia đình em nhé. Cuối video này cho phép công trần xin thay mặt đội hiệp sĩ Quân Thành Dương xin gửi lời chào và chúc sức khỏe toàn thể cô chú anh chị đã luôn luôn theo dõi ủng hộ cho đội hiệp sĩ Quân Thành Dương để các anh em tiếp tục giúp đời giúp người. Xin thân ái và chào hẹn gặp lại cô chú anh chị bạn trong những video tiếp theo.